Với một chiếc máy băm cỏ 2T đã có mức chi phí đầu tư là 25.500.000 đồng đủ bộ. Vậy với một chiếc máy siêu to, siêu khủng này thì mức chi phí để đầu tư cho một chiếc máy này là bao nhiêu tiền? Bạn hãy cùng đón xem cùng với Thu Ngân nhé. Đây là một thiết bị băm cỏ công nghiệp phục vụ cho các trang trại chăn nuôi lớn với tên gọi máy băm cỏ công nghiệp 6T. Với chiếc máy này có thể giúp bạn băm từ 4 đến 5 tấn cỏ trên mỗi giờ, phục vụ thức ăn xanh nhanh chóng hoặc rút ngắn thời gian băm cỏ để ủ chua dự trữ với số lượng lớn. Ưu điểm tiện lợi của các dòng máy băm cỏ công nghiệp này là ở bộ phận băng tải nạp liệu tự động. Bạn chỉ cần đặt phần nguyên liệu lên phía trên băng tải, việc còn lại máy sẽ đưa nguyên liệu đi tới quả lô kẹp cuốn cỏ tự động vào buồng băm mà bạn không cần phải nạp liệu vào quá sâu bên trong. Chỉ cần từ 1 đến 2 nhân công nạp liệu đồng đều qua toa nạp, bạn sẽ dễ dàng băm và thu gọn thành phẩm lên xe chứa hay thùng chứa cao một cách dễ dàng với chiếc cổ cao dài 4m3, phun xa, phun gần, cao thấp tùy ý điều chỉnh. Kéo tải với động cơ 15kW 3 pha kết hợp với cầu hộp số bánh răng êm ái sẽ giúp máy hoạt động trơn tru và hạn chế tiếng ồn. Và còn tùy chỉnh tốc độ băm cỏ nhanh chậm để thành phẩm cỏ ra ngắn hoặc dài. Ngoài phiên bản lắp đặt bằng động cơ thì chúng ta còn có thể lắp đặt máy với đầu nổ D30, băm cỏ ở khắp mọi nơi, xử lý nhanh chóng thân cây ngô ngay tại ruộng siêu tốc. Và với mức chi phí đầu tư là 75 triệu đồng, bạn sẽ sở hữu ngay một bộ khung máy nặng gần 900kg. Vậy bạn thấy sao? Vậy chúng ta hãy cùng xem thành phẩm sau khi băm với máy nhé. Với hệ thống dao băm tối ưu và thành phẩm sau khi băm sẽ rất đồng đều mà không hề bị dập nát. Với thành phẩm này thì quý vị có thể cho ăn trực tiếp phục vụ nhanh chóng cho các trang trại chăn nuôi hàng ngàn vật nuôi. Còn đây chính là bộ dao băm của máy với tổng số lượng là 4 dao băm thái to và 16 búa đập thành phẩm. Bạn hãy xem, dao băm vừa to vừa dày bản lớn thế này, không lo mẻ, không lo vỡ dao. Với thiết kế to và nặng nên máy băm cỏ công nghiệp 6T sẽ được hỗ trợ di chuyển với 3 bánh xe tự hành bản lớn và một tay móc kéo tiện lợi giúp bạn có thể di chuyển máy dễ dàng hơn. Vậy với một chiếc máy cổ cao và dài thì làm sao để đóng gói gửi đi xa? Thì cách thức rất đơn giản. Với các ống nối giữa cổ nạp sẽ đều có thể tách rời để vận chuyển đường dài và máy sẽ được bọc gọn để tiện cho việc di chuyển hay nâng hạ dễ dàng. Khách hàng đã mang xe lên trực tiếp xưởng sản xuất của Bình Quân Group để có thể nhấc và bốc máy về ngay tại nhà. Và tất cả những quý vị khách hàng nào có nhu cầu đều có thể dễ dàng đến và trực tiếp thử máy ngay tại Bình Quân Group. Nếu như quý vị ưa thích dòng sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp 6T siêu khổng lồ, siêu năng suất này thì hãy liên hệ với Thu Ngân qua số điện thoại đang được hiển thị phía dưới màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!